Báo chí Tây Ban Nha đã viết về trạng thái tâm lý của đội tuyển nữ đứng hạng 6 thế giới trước World Cup 2023. Thời tiết lạnh giá tại New Zealand có tác động đáng kể đến tinh thần của các cô gái Tây Ban Nha. VHL đã phải áp dụng biện pháp để nâng cao tâm lý và giúp đội tuyển thích nghi với điều kiện khắc nghiệt tại New Zealand. Trong buổi tập thứ ba vào ngày 11 tháng 7, đội nữ Tây Ban Nha đã tổ chức một cuộc họp nội bộ với sự tham gia của nhà tâm lý học Marta Ross, người có kinh nghiệm sống tại New Zealand. Các cầu thủ đã nhận được nhiều tư vấn và lời khuyên hữu ích từ chuyên gia tâm lý này, giúp họ cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Những trận giao hữu với đối thủ mạnh cũng đóng góp vào việc học hỏi và chuẩn bị tốt hơn cho đội nữ Tây Ban Nha trước World Cup 2023. Huấn luyện viên Jorge Valla đã thay đổi phương pháp huấn luyện của đội tuyển nữ Tây Ban Nha trước trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam. Thay vì tập theo nhóm và thực hiện nhiều bài tập phối hợp ngắn, đội đã tập trọng tâm vào chuyền bóng dài, dê bóng, dứt điểm và chạy bứt tốc. Điều này giúp cải thiện sự kết nối giữa các cầu thủ và huấn luyện viên. Huấn luyện viên Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã chuẩn bị cho trận đấu bằng cách xem các trận đấu của đội Tây Ban Nha và phân tích điểm mạnh và yếu của đối thủ. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha được đánh giá có chiều cao, sức mạnh thể chất tốt, lối chơi linh hoạt, hiện đại và tốc độ cao. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ đối đầu với hào thủ bóng đá nữ thế giới Alexia Putellas. Cô là cầu thủ nữ đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha giành quả bóng vàng và là cầu thủ nữ đầu tiên giành quả bóng vàng liên tiếp. Alexia Putellas đã góp phần giúp đội nữ Barcelona giành 25 danh hiệu, trong đó có 2 chức vô địch Champions League. Trong bảng E vòng chung kết World Cup 2023, đội tuyển nữ Hà Lan được đánh giá có thể hình tốt nhất với chiều cao trung bình của các cầu thủ là 1,7m. Đội tuyển nữ Mỹ có chiều cao trung bình là 1,69m, còn đội tuyển nữ Bồ Đào Nha là 1,68m. Đội tuyển nữ Việt Nam có chiều cao trung bình khiêm tốn nhất trong bảng E, chỉ 1,6m. Các cầu thủ cao nhất của đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt là thủ môn Đào Thị Kiều Anh, 1,7m, thủ môn Khổng Thị Hằng, 1,69m, Lương Thị Thu Thương, 1,68m, Trương Thị Kiều và Trần Thị Hải Linh, cùng cao 1,66m. Sau trận thua trước New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Đội tuyển nữ Việt Nam đã rút kinh nghiệm từ trận gặp New Zealand và tiến hành phân tích kỹ càng về các vấn đề gặp phải trong hệ thống phòng ngự. Đội cần tập trung hơn trong các tình huống bóng nhanh. Đến thời điểm hiện tại, đội tuyển đã thích nghi khá tốt với khí hậu tại New Zealand. Tuy nhiên, để cầu thủ đạt trạng thái thể lực tốt hơn, ban huấn luyện đã điều chỉnh bài tập khởi động và khối lượng tập luyện. Toàn đội hiện đang có tinh thần và sức khỏe tốt. Các điều kiện sinh hoạt và ăn ở đều được chuẩn bị chu đáo trước đó với sự hỗ trợ của FIFA và ban tổ chức giải đấu. Trong trận gặp New Zealand, Trương Thị Kiều đã được cất giữ, nhưng trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha, trung vệ thép của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra sân cuối hiệp 2. Huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn giữ cầu thủ này để dành cho giai đoạn chính thức của World Cup. Tuy nhiên, nếu không tạo cho Kiều chút thời gian và cơ hội để lấy lại cảm nhận không gian và cảm giác bóng, cô có thể gặp khó khăn trong việc thi đấu trong giải đấu.